Xin chào các bạn. Có bạn hỏi về cái đầu cưa nhé, đầu cưa lắp gắn về máy cắt cỏ thì đây. Đầu cưa đây nhé, đầu cưa gắn máy cắt cỏ hình thức nó như thế này. Đó. Các bạn quan tâm, một số bạn quan tâm đến nguyên lý hoạt động của nó, làm clip này trực quan luôn cho các bạn xem. Thì nguyên lý hoạt động thì nó cũng đơn giản thôi, nó sẽ có một cái đầu cắt cành như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tháo cái đầu dao của máy cắt cỏ ra. Máy cắt cỏ ở đây, máy cắt cỏ đầu dao máy cắt cỏ như này nhé. Nó liền như này, chúng ta sẽ tháo ra. Thì hiện nay trên thị trường thì có hai loại thông số phổ thông nhất, có nghĩa là cái đầu mà 26 chín khía và 28 chín khía. Đây, ví dụ ở trong cái túi mà nó ghi là 26 chín này ạ. 26 chín khía là có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đường kính của cái ống này là 26 ly các bạn nhé. Đó, tại sao mà chúng ta có 26 chín khía và 28 chín khía thì đây. Đây. Các bạn lấy cái thước kẹp các bạn đo, sau đó các bạn đọc thông số ở đây thì nó là 26 ly. Thì 26 chín khía có nghĩa là cái ống 26 ly các bạn, còn ống 28. Còn cái thông số về chín khía thì đằng sau thì nó là như nào, đó là cái ti ở bên trong này các bạn. Thì rất là nhiều cái sản phẩm liên quan đến cái thông số 26 và 28 chín hoặc là 7 khía. Thì cái thông số ban đầu ấy thì là 26, 28 thì là cái đường kính của cái ống cần này này. Còn lại cái 9 cạnh hay là 7 khía hay là 9 khía thì có nghĩa là những cái cạnh ở trong cái ti bên trong này các bạn ạ. Thì bởi vì tại sao là như thế? Bởi vì khi các bạn mua cái sản phẩm này về thì tương ứng với lại ở bên trong sản phẩm này, những cái ruột ở bên trong của nó ấy, cái răng ở bên trong ấy nó cũng sẽ tương ứng với lại 7 khía này hoặc là 9 khía các bạn nhé. Cho nên là khi chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta cần phải biết chính xác là cái máy của mình nó là đang ở cái loại nào. Thì đối với một số máy thông thường ấy thì là đã có thể thợ có thể nắm được thông số, nhưng mà về đa phần ấy những cái máy Nhật bãi hoặc là những cái máy mà đã thay qua cần rồi này kia này thì là nó sẽ có những cái thông số có thể nó sẽ khác nhau tùy theo cái phụ kiện mà các bạn thay vào. Cho nên là khi các bạn mua sản phẩm ấy thì người bán sẽ cần phải hỏi các bạn là cái máy của các bạn đang dùng là nó là thuộc về loại nào. Thì từ đó chúng ta sẽ mua sản phẩm về, chúng ta chỉ cần một lần là các bạn có thể lắp được vừa, các bạn không phải gửi đi gửi lại. Còn hôm nay làm clip này thì để giải thích cho một cái bạn ấy cần tìm hiểu về nguyên lý hoạt động. Thì nguyên lý hoạt động thì nó cũng đơn giản thôi, bởi vì cái này nó như thế này. Cái này sẽ tháo cái đầu dao của máy cắt cỏ ra, sau đó chúng ta sẽ lắp vào cái đầu cần. Sau khi chúng ta chọn đúng cái thông số là 26 hay 28 chín khía chẳng hạn thì các bạn lắp rất là vừa đây đúng không ạ? Thì cả cái ti bên trong nó cũng rất là vừa. Đấy, các chi tiết ở bên trong nó cũng sẽ rất là vừa nhau. Sau đó khi chúng ta lắp vào thì nó sẽ lắp cả một cái đầu như thế này vào. Còn nguyên lý hoạt động thì đây, khi mà máy phát cỏ nổ ấy thì là ở đây là máy phát cỏ và một số dòng máy khác được hoạt động theo nguyên lý côn văng. Đấy, sau đó côn ở đây sẽ văng ra thì chạm vào cái thành này gọi là cái chuông côn không? Thì sẽ chuyển động. Đó, chuyển động thì sẽ truyền lực qua cái ti này. Đấy, ti này thì sẽ truyền lực ra cái đầu ngoài kia đấy. Các bạn thấy không, mình xoay ở cái đầu này thì đầu kia xoay đúng không ạ? Đó. Đầu này xoay. Thì có nghĩa là cái này xoay nhá. Cái này xoay thì sẽ truyền lực cho cái xích này, cái dây xích này. Đó, cái dây xích này cũng sẽ chạy một cái đường như thế này. Thì chúng ta sẽ cần lắp theo cái đường đúng của nó, là cái răng của nó là hướng theo ra ngoài này. Đấy, khi các bạn này cắt bên cái mặt dưới này đúng không? Thì là cái nó sẽ ăn vào cây gỗ hoặc là cái cây của mình cần cắt. Đó, nguyên lý hoạt động thì nó là như vậy, có nghĩa là cái máy nổ sẽ truyền lực. Đấy, truyền lực theo cái ti theo đằng ngoài này ra sẽ truyền lực về đây. Sau đó là cái này xoay thì truyền về xích. Thì là xích sẽ cắt, để có nhiệm vụ là cắt cành. Thì ở đây ấy có một cái chú ý, khi các bạn lắp với cái đầu cưa này thì là nó sẽ có ở bên này nó có cái bình nhớt. Thì ở đây là các bạn sẽ đổ nhớt thải của xe máy vào đây nhá. Chúng ta sẽ đổ nhớt thải của xe máy vào đây. Còn đó là khi mà cái này nó quay thì bên trong nó sẽ một cái bơm thì nó sẽ đẩy cái nhớt theo đây ra. Rồi từ ra thì nó sẽ đi vào cái lỗ này. Đấy, đi vào cái lỗ này là nó sẽ chảy vào ở đây và cái lỗ này, sau đó là nó sẽ nhớt sẽ chảy vào cái rãnh lam này. Thì từ đó là nó sẽ giúp cho bôi trơn cái xích của chúng ta trong suốt cái quá trình cắt, thì nó sẽ giúp cho xích của các bạn không bị hỏng. Đấy, nguyên lý hoạt động là như thế. Thì cái video thì nó rất là trực quan, còn ví dụ bạn nào muốn làm đề án hay là làm cái gì thì các bạn có thể xem cái video này, các bạn có thể viết ra cũng được. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Đấy, nguyên lý là truyền lực qua như thế này.
Thì cái bộ này thì nó sẽ có cái đầu này bán lẻ cũng có, và cả cái bộ cần này bán cũng có. Đó. Nó có, nếu mà cả đủ bộ để nối được thì nó dài khoảng 3 mét các bạn ơi. 3 mét, hơn 3 mét một chút. Còn bình thường, thông thường chúng ta có máy rồi, chúng ta mua cái đầu này về chúng ta lắp, chúng ta hỏi một cái 26 hay 28 9 khía chẳng hạn, thì các bạn mua về các bạn lắp vào. Thì các bạn hoàn toàn có thể dùng để cắt những cái cành cây trên cao không với tới chẳng hạn, thì các bạn tận dụng cái máy phát cỏ. Chúng ta sẽ cắt những cái cành cây ở trên cao đấy, hoặc là cắt cái gốc tre, hoặc là những cái gốc cây gì mà nó có gai ấy, thì ứng dụng thì chúng ta dùng để cắt. Rất là ok các bạn ơi. Bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình mua cái đầu cưa này, hoặc là cả một cái bộ máy nguyên cũng có các bạn ạ. Nguyên bộ máy nguyên và chuyên để cắt cành thì cũng có, dài hơn 3 mét. Ok, chào các bạn ạ.